Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý cô cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thời gian rất là nhanh, trôi rất là nhanh. Mới có năm trước cũng vào đêm giao thừa, chúng ta cũng đốt hoa đăng. Năm nay sáng lây quay tới chiều, chiều tới sáng, không có mấy ngày cái năm mới nữa rồi. Và chúng ta 100 lần một năm mới gì đó là hết đời. Cái đó là nói người sống dai đó. Còn người sống không dai đó, mà không biết trồng được bao nhiêu cái năm mới đó. Cho nên mình hưởng được một cái mùa xuân mới là chúng ta mừng. Mừng là mình được tạo hóa ưu ái cho mình thêm năm. Và cái quan trọng á là một năm đó mình để làm gì, có nghĩa là mình lấy năm đó để làm gì. Có nhiều người á đầu năm á đi nguyện với Phật á là cho con sống thiệt dài ha, cho con sống hoài ha, sống chết. Cái thầy hỏi là sống dài thì được rồi đó, nhưng mà những cái năm sống đó làm gì? Là không biết, cứ sống thôi à, chứ không biết làm gì hết trơn á. À quý vị, mỗi loài đều có cái sứ mạng và có cái lý tưởng á, tức là có cái hoài bão. Sứ mạng và hoài bão là hai cái điều mà con người mình phải biết tới. Sứ mạng nghĩa là gì? Là mình sanh ra trên đời này để làm gì á. Giống như trên người của mình nó chân mày để làm gì, con mắt để làm gì, lỗ mũi để làm gì, ruột non làm gì, ruột già làm gì, da làm gì, răng làm gì, tóc làm gì để tồn tại cái thân này. Có nghĩa là mỗi một cái cơ quan dầu cho nhỏ nhất trên thân của mình nó cũng có cái sứ mạng để kéo cái sự sống của mình ở trên hành tinh này. Cái đó là thứ nhất, gọi là sứ mạng của mọi người là sống để làm gì á, gọi là sứ mạng đó. Cái thứ hai nữa là ở ngoài đời người ta gọi là lý tưởng. Ở trong đạo mình á thì gọi là bổn nguyện, có nghĩa là mình á cái hướng tới mình muốn đạt được cái gì. Có hai cái điều mà mình cần phải lưu ý, nếu không lưu ý hai cái điều này là chắc chắn người ta sẽ hối hận về sau. Nghĩa là cái thứ nhất á, không biết sứ mạng làm gì hết nên làm sai cái sứ mạng của mình. Có nghĩa là ví dụ như á cái tay á là chúng ta là để chăm sóc cho người là khó khăn bệnh tật, cái tay này làm ra của cải vật chất rồi lao động vân vân, đi lấy cái tay đi ăn trộm, lấy cái tay đi giật đồ người ta, thấy không, làm sai sứ mạng của nó rồi đó. Cái tay này á là nó sinh ra là để giúp cho mình á tắm rửa tay đồ, giặt đồ, lao động giúp người ta, nâng niu tay y sĩ bác sĩ thì chích, thấy không. Còn á là tay người nông dân thì cầm cày, cầm lúa cấy, tay người công nhân cầm búa đóng vân vân cưa. Nhưng mà ta lấy cái tay đó đó để người ta đánh người khác nè, ta lấy cái tay đó đó để người ta đi ăn cắp nè, lấy tay để đi ăn trộm nè, vân vân. Chúng ta sẽ làm sai cái sứ mạng của nó, do đó mà nó phải bị một cái hậu quả của chính cái mình làm sai cái sứ mạng đó. Cho nên con người mình á sanh ra thế gian này cũng vậy. Nếu chúng ta làm sai sứ mạng của mình thì sau đó mình sẽ bị cái đau khổ dày dò mình nhiều đời nhiều kiếp lắm. Ví dụ như cái miệng của mình á là chúng ta để nói, chúng ta để ăn, chúng ta để uống, phải không? Nhưng mà mình nói cái gì? Nói những lời tốt đẹp, nói những lời ái ngữ, nói những lời là chánh pháp, nói những lời thật lòng vân vân, không? Cái miệng đi chửi lộn, đi chửi thề, đi lừa đảo người ta, thấy không, làm sai sứ mạng của cái miệng đó. Cái miệng á tạo hóa sanh ra để cho mình ăn, cho mình uống, cho mình nói những lời yêu thương, nói những lời ái ngữ, nói những lời chánh pháp, nói những lời thật lòng, nói những lời mà làm cho người ta hài lòng, và nói những lời mang nặng tình yêu thương để giúp đời, để cứu giúp thiên hạ, để làm lợi lạc nhân sinh. Nhưng mà mình đem cái miệng mình là phóng mũi tên, rồi là phóng nọc độc ra để mà mình hại đời, là mình sai sứ mạng của cái miệng của mình.
Ví dụ như là cái lỗ mũi mình dùng để thở, cái lỗ mũi mình không để thở mà lỗ mũi mình dùng để uống nước, phải không? Cuối cùng lỗ mũi mình để thở phải không? Như không, ta gót nước vô lỗ mũi ta uống, như vậy là làm sai sứ mạng của nó phải không? Sứ mạng lỗ mũi là để thở mà hít không khí ra vô mà, thì tại sao ông lại gót nước vô lỗ mũi ông uống? Có nghĩa là ông làm sai sứ mạng của nó. Thì sau đó cái gì? Cái lỗ mũi mình bị sặc, cái lỗ mình bị viêm nhiễm, và cái lỗ mũi mình đó không thể thở, vân vân. Vậy đó mình làm sai sứ mạng đó. Cho nên sứ mạng thực sự của con người đến thế gian này là học hỏi kinh nghiệm và tiến hóa. Cái con người của mình đến thế gian này học hỏi, rút kết kinh nghiệm và tiến hóa, thì cái đó mới gọi là sứ mạng của loài chúng sanh đi đến trong những cái nơi mà có nhân duyên, là bá chá giá nhân duyên á. Thì cái nơi có nhân duyên là cái nơi có sanh, cái nơi có diệt, và cái nơi có kinh nghiệm, cái nơi có tiến hóa. Kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm có nghĩa là chúng ta trải nghiệm và thọ nhận những cái chúng ta trải nghiệm, và từ đó chúng ta rút kết kinh nghiệm để tránh những điều xấu và tăng trưởng điều tốt đẹp cho bản thân mình và cho mọi loài xung quanh, gần nhất là loài người xung quanh. Để làm chi? Để tiến hóa. Tiến hóa ở trong sinh tử luân hồi thì là tiến hóa về mặt tâm linh. Còn ở trong cái thế giới vật chất thì nó tiến hóa về các bộ gen. Có nghĩa là sống cái sống trong thế giới vật chất là bằng gen, cho nên nó tiến hóa các bộ gen, nó di truyền từ đời này sang đời khác. Cái gì không cần thiết cái gen đó nó sẽ mất đi, và cái gì cần thiết thì cái gen đó nó sẽ sanh ra. Do đó nó có những cặp gen trội, cặp gen lặn, gen đột biến vân vân, để nó tồn tại và phát triển trên chương trình tiến hóa của vật chất. Đó là vật chất sống nha. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái sứ mạng con người của mình là đến đây học hỏi, trải nghiệm, rút kết kinh nghiệm và tiến hóa về mặt tâm linh. Tiến hóa mặt tâm linh nghĩa là gì? Là sự nhận thức. Ví dụ như hôm qua mình nhận thức có 1, bữa nay mình nhận thức 2, 3. Hôm qua mình nhận thức chính xác chỉ có 1% thôi. Hôm nay chúng ta nhận thức chính xác 10, 20, 30%. Cái đó gọi là tiến hóa về mặt tâm linh. Ví dụ như tiến hóa về mặt tâm linh nó có 2 cái dạng tiến hóa. Một cái dạng tiến hóa ở trong kiếp sống này, và một dạng tiến hóa ở cảnh sống của luân hồi sanh tử. Bây giờ ví dụ như ở trong kiếp sống này phải không? Mình mới sanh ra không biết gì hết trơn, lớn lên không biết gì hết trơn. Sau đó đi học, rồi chúng ta biết nhiều điều. Rồi là sau đó chúng ta thọ pháp của Phật, chúng ta tu tập, chúng ta biết nhiều điều hơn nữa. Như vậy đó, nó sẽ tiến hóa mặt tâm linh và trí tuệ. Mình được mở khai, tâm linh mình được phát triển lên. Thì người đó là tiến hóa tâm linh ở trong kiếp này. Còn cái người mà tiến hóa tâm linh ở trong những nẻo sanh tử luân hồi là đang nói tới cảnh giới. Ví dụ như cái cảnh giới của địa ngục là cái tâm linh rất thấp. Có nghĩa là sự nhận thức về thế giới xung quanh kém, sự nhận thức về bản chất của cuộc đời kém. Cho nên là ở nơi đó không có sự tiến hóa. Nhưng mà lên tới ngạ quỷ, lên tới súc sanh, lên tới Atula, lên tới con người, lên tới chư thiên và lên tới thánh nhân thì bắt đầu có sự tiến hóa, lại càng lên cao, lên cao, lên cao, lên cao. Cho nên một cái người nào mà họ lại biết cái sứ mạng của chính mình đó, thì họ đi theo con đường đó là người đó rất là hạnh phúc. Tại vì thuận theo cái tự nhiên của cuộc đời. Tự nhiên cuộc đời là sự tiến hóa theo hình xoắn ốc, nó càng rộng càng lớn càng lên cao, nó tiến hóa. Do đó mà chúng ta đến đây để học hỏi, để rút kết kinh nghiệm và để tiến hóa về mặt tâm linh. Nếu người nào làm đúng vậy, người đó chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Chứ không phải là hạnh phúc là chúng ta có nhiều tiền, hạnh phúc là chúng ta đi đun mũi bơm môi, hạnh phúc đó là không phải chúng ta đi giật chồng giật vợ của người khác, hạnh phúc là chúng ta phải đi cướp bóc của người ta cho thật nhiều tiền vân vân. Thực ra tại vì chúng ta không có tiền nên chúng ta thấy tiền nó quan trọng, nhưng cái người mà có tiền rồi người ta vẫn thấy khổ. Tại vì là cái hạnh phúc nó không phải là có tiền. Dĩ nhiên tiền nó có hạnh phúc ở trong một chừng mực nào đó. Rồi có nhiều người xấu quá đó, họ đi qua Thái Lan họ đập nát hay họ sửa lại để cho nó đẹp, đẹp để được họ được hạnh phúc. Nhưng mà họ cũng không hạnh phúc khi họ đẹp rồi, họ không hạnh phúc, không biết lạ sao nhé, họ không được hạnh phúc. Vậy là tại sao?
Cái hạnh phúc thật sự đó là hạnh phúc tiến hóa mặt tâm linh, chứ không phải hạnh phúc thật sự là hạnh phúc thỏa mãn với cái gì mình muốn. Mình tính đâu trên đời này á, hạnh phúc là mình thỏa mãn cái gì mình muốn, nhưng thực ra không phải. Hạnh phúc là tiến hóa mặt tâm linh, thuận theo chiều tiến hóa của tạo hóa. Do đó mà mình phải học, mình phải học, mình phải trải nghiệm và tu tập tiến hóa mặt tâm linh thì người đó chắc chắn sẽ hạnh phúc. Học cái gì? Chúng ta học kiến thức ở đời để giúp đời, chúng ta học kiến thức của Phật Pháp để giúp mình và giúp chúng sanh. Nó có hai cái học. Học kiến thức của cuộc đời là học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, học kỹ sư, học bác sĩ, rồi học cái gì đó, các cái ngành nghề. Hồi xưa có môn mòn hà, đó là môn triết học à, ngày xưa đó. Rồi sau đó từ cái môn triết học đó họ mới phân ra toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, xã hội học, rồi là điện, điện tử, rồi là các cái môn như là thiên văn, rồi môn gì đó. Từng môn á là họ sẽ... bây giờ có nhiều môn lắm. Giờ đó mình học cái nào mình cũng giúp đời hết á. Cho nên ở trường học đó, người ta thấy cái để câu không? Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Đó là trường học để vậy đó. Phải không? Học tập để làm gì? Học tập để giúp đời. Chứ không phải, dạ con học tập để biết chữ. Thôi, dĩ nhiên học phải biết chữ rồi. Nhưng cái mục đích học tập để giúp đời, chứ không phải mục đích học tập để biết chữ. Quý vị hiểu không? Để biết cái chữ. Biết chữ không giúp ai, chẳng biết chữ làm gì vậy? Không giúp được bản thân mình luôn, không giúp được người khác nữa. Biết chữ vô nghĩa. Quý vị không? Biết đóng chữ. Bởi vì có nhiều người học đóng chữ mà không có giúp mình, cũng không giúp được người xung quanh luôn nữa. Quý vị vậy biết đóng chữ nó hơn chứ không biết chữ nào hơn được cái gì đâu. Quý vị không? Cho đó người ta học cái gì? Học là kiến thức là để giúp đời. Học tiến hóa mà tâm linh để giúp mình và giúp cho tất cả muôn loài vạn loại chúng sanh. Rồi quý vị để được an vui hạnh phúc ở trong tương lai. Cho nên mình đã lỡ sanh ra cuộc đời này rồi, đã lỡ sanh ra làm kiếp con người rồi, quý vị là chúng ta phải học tập kinh điển nhà Phật. Rồi là từ những cái kinh nghiệm tu tập đó, trải nghiệm đó, chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh, thì người đó thuận theo chiều của sự tiến hóa của tạo hóa. Có nghĩa là ở tiến hóa ở trong kiếp này. Nếu ai chọn con đường đó thì 100 người đều hạnh phúc hết 100, không có ai là đau khổ cả. Cho nên có nhiều người than thầy ơi thầy, sao con khô khổ quá. Thầy là tại vì mình làm đi ngược chiều của sự tiến hóa đó. Người ta đến đây học hỏi giáo pháp nhà Phật, ta trải nghiệm tu hành, ta chứng đắc ngon lành, mình không có chịu. Mình đi đâu mà mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, mới có 20-30 tuổi tóc bạc trắng luôn, lo suy nghĩ gì đâu không à. Phải không? Suy nghĩ sao có nhiều tiền, suy nghĩ sao có nhiều bạn, rồi có nhiều gì đó ha. Suy nghĩ tùm lum hết trơn. Cho tới tóc bạc luôn á, quý vị, rồi tới già, tới chết lết vô hòm luôn cũng còn đau khổ. Quý vị nói chưa? Cho nên đó, cái sứ mạng của mình hãy nhìn lại đi, coi mình có thuận chiều với sứ mạng của mình không. Nếu chưa thuận á, thì về nhà mình chỉnh sửa lại, không? Quy y Tam Bảo, học kinh sách, nghe kinh, nghe điển nha. Đó, đầu á, là sớm chiều hết gì cũng phải nghe 1-2 bài giảng, rồi đọc kinh, đọc sách. Nhưng mà thường á, quý vị, người ta làm biến lắm. Coi YouTube, bây giờ này coi YouTube hay lắm nha. Coi gọi là vô Facebook á, rồi là vô Facebook reel đoạn ngắn TikTok ra, trời ơi sáng quẹt. Coi cái một nhìn qua nhìn lại tới giờ cơm trưa mới sáng mới quẹt cái quẹt 3 tiếng đồng hồ. Có nhiều người quẹt 3-4 tiếng đồng hồ, hoặc là chơi điện tử. Thầy gặp một người đi chơi điện tử mà thầy sợ luôn á, là 80 tuổi mà chơi điện tử tranh thủ từng ly từng chút luôn á quý vị á. Lúc nào cũng lấy cái máy ra là bấm điện tử. Vậy hai cái nhà mất 2 chiếc xe đạp, mất 2 chiếc Honda, mất 2 cái chuông, mất 2 cái mỏ, mất bấm vậy chuyện điện tử chờ đó đó hoài tối ngày sáng đêm luôn quý vị. Nên á là chúng ta là không có sử dụng đúng cái sứ mạng của mình trong cuộc đời này thì người đó chắc chắn sẽ đau khổ trong hiện tại và đau khổ ở trong tương lai. Đó là cái thứ nhất. Chúng ta tiến hóa ở trong cuộc đời này. Cái thứ hai nữa, chúng ta tiến hóa về cảnh giới. Tiến hóa về cảnh giới do tâm. Ví dụ khi chúng ta chết đó, với tâm gì thì chúng ta đi sanh cảnh giới đó. Cho nên chúng ta chết với tâm tiến hóa chừng nào thì chúng ta đi cảnh của tiến hóa.
Còn nếu mà chúng ta chết á, đang lúc sức, gọi là sức hồn mà, thế gian gọi sức hồn chứ, ở trong nhà Phật gọi là chết, cái thần thức mình á, rời ra khỏi đó, thì cái sự tiến hóa đó đó là phụ thuộc vào cái tâm lúc rời ra khỏi xác. Là tâm gì? Người ta gọi là cái tâm tử á. Tâm tử là tâm gì? Tâm tử là tâm tiến hóa, thì nó đi cảnh tiến hóa. Tâm tử thì tâm không tiến hóa, đi cảnh không tiến hóa. Vậy tâm nào là tâm tiến hóa? Vậy tâm đại thiện là tâm tiến hóa, à, tâm thiền, tâm định, tâm thánh là tâm tiến hóa. Ít ra ông tâm đại thiện là tâm tiến hóa. Còn tâm đại ác là tâm thối hóa nha. Đại ác đi xuống, đại thiện đi lên. À, do đó tâm thiện là gì? À, tâm thiện là tâm giúp mình, giúp người đó là tâm thiện. Đó nghĩa là cái người nào mà muốn tự giúp mình, tự giúp mọi người, đó là tâm thiện. Cho nên á, cái đi cái cảnh giới nào là phụ thuộc vào tâm lúc đó mà người ta chết á, với tâm nào đi cảnh giới đó. Nếu tâm tiến hóa đi cảnh giới có tiến hóa. Cho nên tâm tiến hóa là tâm đại thiện nè, tâm thiền, tâm định nè, và tâm thánh, đó là tâm tiến hóa đó. Cho nên một người nào mà họ giữ cái tâm đó nhiều nhất trong khoảng thời gian lâu nhất ở trong cuộc đời mình á, thì tâm đó nó sẽ quyết định đi cảnh giới. Ví dụ như á, người ta giữ tâm đại thiện, lúc nào tao khởi lòng từ bi yêu thương giúp đỡ người khác hết, luôn luôn lúc nào cũng nhẫn nhục ha, à, và khởi tâm cúng dường bố thí giúp đỡ người đời, tâm đó tâm đại thiện đó, thì chính cái tâm đó nó sẽ mạnh nhất. Sau khi người ta tắt hơi, người ta sẽ đi với tâm đó. Hoặc là thường hay người ta tu thiền định, hoặc là ta niệm Phật, tâm ba địa, niệm Phật mà định tâm á, hoặc là ta tu là thiền quán, vân vân. Sử dụng cái thời gian tu tập đó càng nhiều chừng nào thì tâm đó nó mạnh chừng đó, thì ra đi với tâm đó. Cho nên đó là cái cảnh giới tiến hóa nó phụ thuộc vào tâm tiến hóa. Cái tâm mình tiến hóa chừng nào thì cái cơ hội đi cảnh giới tiến hóa nhiều chừng đó. Mà cảnh giới càng tiến hóa chừng nào thì người ta sung sướng chừng đó. Bây giờ ví dụ như mình sống đây phải không, mình cực khổ làm lụng ha. Bây giờ mà Tết đi về Hà Nội, cái săn vé máy bay giá rẻ cũng săn mấy 3-4 năm tháng trước á, còn mà không có nữa. Còn mà về tới cõi trời đạp cái bay không, đâu có mua vé máy bay nữa. Ở chảnh mà có kiếm được cái sân bay nào trên trời, thua gì cũng thua. Bến xe thôi rồi không có luôn, bến xe lửa, xe buýt, xe điện không có, sân bay gì không có, tàu vũ trụ gì không có trên trời, nhưng ai biết bay chứ, ai mua vé làm gì, hiểu không? Cho nên cái cảnh giới người ta tiến hóa là cảnh giới vậy đó. Cho nên bây giờ á là mình phát tâm đại thiện, tu tập giúp đời, nhằm khi mình giờ đi xe, đi cổ, đi tàu, đi máy bay, chết đi rồi cái bay không, không có đi cái nào chứ, hiểu không? Thần lực mà. Hoặc là ta niệm Phật, đi về tam ba địa, niệm Phật chánh định, thì ta có thể giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nếu giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, ví dụ dữ dội hơn nữa, thần lực nhiều hơn nữa, có thiên nhãn, có thần lực và biết trước vài kiếp của mình, tùy vào sự tu tập, ít nhất biết đường kiếp. À, vừa rồi, tức là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và về cõi trời á, ít nhất biết đường kiếp. À, còn đa phần á, nếu có thiền định thì biết được nhiều kiếp lắm. Nếu có chứng đắc á, thì là biết được còn nhiều kiếp nữa. À, nếu có túc mạng thì biết được vô số kiếp. À, dần dần. Như vậy á, thì chúng ta thấy á, là cái sự tiến hóa của mình ở trong kiếp này và sự tiến hóa trong những kiếp sau, nó phụ thuộc đa phần là về cái tâm của mình á. Cho nên á, là người xưa dạy rằng là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Cái đó là cái thứ nhất á, là sứ mạng của mình. Cái thứ hai nữa là lý tưởng, có nghĩa là người ta hướng đến cái gì đó. Cái người mà hướng đến tâm hồn cao thượng chừng nào á quý vị, thì cái sự hạnh phúc an vui nó lớn với người đó chừng đó. Tại vì tâm mình nó tạo thành nghiệp mà, cho nên mình hướng về cái gì, ví dụ như mình hướng về cái gì thì tất cả các lời nói, cử chỉ, việc làm của mình đều hướng tới cái đó. À, thì nó tạo thành cái dòng nghiệp. Ví dụ như từ cái mình hướng tâm tạo thành dòng nghiệp, mà cái hướng tâm mình chính là cái lý tưởng, chính là cái hoài bão, chính là nguyện lực. Ở trong nhà Phật thì đó gọi là nguyện lực. Cho nên mình hướng về cái gì thì tất cả nó nghiêng về cái đó. Ví dụ như chúng ta hướng về Phật nha, thì nó nghiêng về sự giác ngộ. À, chúng ta hướng về chúng sanh á, thì là nghiêng về tâm Bồ Tát. Chúng ta hướng về á, là từ thiện, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, vân vân á, thì liên quan về tâm thiện. À, chúng ta hướng về á, là muốn làm bá chủ võ lâm gì đó á, rồi bắt đầu đi đánh này 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 kia đó, là sẽ hướng về á, là đánh lộn á. À, nói chung là vậy.
Cái người mà hướng tâm về đâu thì nó sẽ hình thành nên cái nghiệp về đó. Nghĩa là cái tâm mình đang hướng về đâu. Ví dụ tâm mình hướng về có nghĩa là cái nguyện vọng của mình á, cái nguyện vọng mình tương lai muốn làm gì, muốn trở thành gì. Ví dụ như trở thành tướng cướp thì là tối ngày đi đánh lộn mà giết người rồi cướp của rồi làm ta đau khổ không à. Còn người nào á mà hướng tâm về cảnh giới Tây Phương á thì là họ sẽ tối ngày họ niệm Phật. Cái người nào hướng tâm á về Niết Bàn á thì tối ngày họ học pháp và họ tu. Tức là sự hướng tâm á, dầu cho trong cái hoàn cảnh đó họ làm cái gì đi nữa, họ ở đâu, họ làm cái gì, vân vân, quý vị. Nhưng mà chính cái sự hướng tâm của họ nó sẽ tạo nên cái dòng nghiệp cho họ. Cho nên sự hướng tâm á, là cái nguyện của mình á, nguyện mình đang hướng tới đó. Nên ngày ngày mà chúng ta tụng kinh nè, cái chúng ta có cái nguyện sau cùng đó, nhằm khi mình đọc không mà mình không có để ý. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chúng cửu phẩm liên hoa vi phụ màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lừ. Nghĩa là mình nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương là sống chung ở đây đó, Tịnh Độ chung nha. Tức là về giữa cảnh giới, mình nói chữ chung nghe là vậy đó, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ha. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, là hoa sen quá sanh thành mình chứ không phải là ai sanh ra mình chừng á. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là bông sen nè, úp lại đây nè, mở ra cái á, thấy ánh sáng hào quang của chư Phật. Bất thối Bồ Tát vì bạn lữ, là tất cả các vị tu tập giúp đời là Bồ Tát đó, là bạn của mình không à. Còn giờ mình bạn á, là cũng nhiều dạng lắm. Còn á, là lên tới Tây Phương Cực Lạc là bạn của Bồ Tát không à. Ở đây thì chúng ta á, bạn với Bồ Tát nhiều, Bồ Tát ít. Cho nên gặp tạc á, mình đau khổ lắm ha. Nên á, quý vị thấy á, là cái lý tưởng của mình hướng đến đâu thì cái sự an vui hạnh phúc hay đau khổ mình nó phụ thuộc vào cái lý tưởng mình hướng đến đó. Có nghĩa là cái tâm mình hướng đến đâu, nguyện lực gì, muốn làm cái gì ở trong tương lai thì chính cái đó nó đã quyết định nên cái dòng nghiệp của mình. Tuy là thân khẩu ý mình tạo nghiệp, nhưng mà nó tạo nghiệp theo định hướng của tâm. Cái nghiệp chung của nó, cái nghiệp lớn nhất của nó là tạo theo định hướng của tâm, chứ không phải là cái nghiệp của nó là tạo theo từng cái hành vi đâu. Từng cái hành vi đó là cái mà tức thời thôi, nhưng mà nó có cái sườn, nó có cái xu hướng của cái tâm của mình. Đó chính là lý tưởng, đó chính là nguyện lực của mình. Thì vì lý do đó mà ở trong tương lai mình sung sướng hay đau khổ nó phụ thuộc vào cái này. Cho nên ta hình thành nên những cái nguyện lực tốt, cái định hướng tốt thì tương lai mình sẽ tốt. Bây giờ mình đó có muốn ngày mai mình tốt không? Ngày mốt mình tốt không? Có muốn ngày mai mình hạnh phúc, ngày mốt mình hạnh phúc, mình được an vui, mình được tất cả những cái gì mình mong muốn, gọi là sở nguyện, sở cầu như ý không? Nếu chúng ta muốn được như vậy đó quý vị, thì chúng ta hãy hướng đến những điều cao thượng, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Cái điều gì là cao thượng nhất và tốt đẹp nhất? Cái điều mà cao thượng nhất á, là chúng ta hướng đến giải thoát giác ngộ. Mà điều tốt đẹp nhất á, là hướng đến giúp đời cứu khổ chúng sanh. Cái điều cao thượng nhất á, là người hướng đến giải thoát giác ngộ. Và cái điều mà đẹp nhất đó là chúng ta cứu khổ chúng sanh, thương yêu cứu khổ chúng sanh, đó là đẹp nhất. Cho nên một người nào mà xả thân vào trong tất cả các nẻo hồng trần để cứu khổ vô lượng chúng sanh, từ con người tới muôn loài vạn vật đó quý vị, đó là hành động đẹp nhất của một vị mà tùy vào vị đó, có thể là thánh nhân, có thể là con người phát tâm Bồ Tát, và hoặc là có thể người bình thường biết thương yêu và san sẻ yêu thương. Đó là hành động đẹp nhất ở trong cuộc đời này. Có bao giờ chúng ta thấy mình hành động đẹp không? Tha son chưa chắc đã đẹp nha. Tha son rồi, tắm rồi, chóc son, đúng không? Tắp kem lên mặt chưa chắc đã đẹp, đúng không? Đổ mồ hôi hồi cũng chóc kem, đúng không? Rồi á răng điều chưa chắc đã đẹp, già rồi cũng rụng không còn cái nào. Và dần dần quý vị, chỉ có đẹp nhất là hành động thôi. Đó là giúp đời, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, san sẻ yêu thương, đúng không? An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao.
đó là động đẹp nhất đó. Cho nên cái người nào mà làm bất kỳ cái điều gì mà hướng đến cái lợi ích của chúng sanh, lợi ích của người khác, đó là hành động đẹp, đó là suy nghĩ đẹp, đó là lời nói đẹp. Đẹp gọi là đẹp nhất, gọi là lời nói hoa hậu, tướng hoa hậu, ý nghĩ hoa hậu là đẹp nhất đó. Đó là giúp đời. Mình có không? Hay là mình ích kỷ lắm? Trời ơi, cái gì cũng muốn giúp mình không? Cái gì gom mà nghe. Cái ra hở, cái gom hở, cái góp hở, cái chớp hở, cái chợp hở, cái gom đó là nó xấu dễ sợ luôn, gọi là xấu quắc. Đánh bài mà Tết nè, ta đánh bài xì dách á, ta có 21 nút ra 22 nút, cái gọi là quắc, không? Mình xấu gì đó, xấu quắc, xấu quắc luôn. Cho nên đó là chúng ta muốn đẹp á, là người ta phát tâm giúp đời, thì cái đó là đẹp dạng hoa hậu. Còn mà chúng ta là tấp kem sữa sữa này nọ nó cũng đẹp, nhưng mà đẹp không phải là đẳng cấp của hoa hậu, mà chỉ đẳng cấp của thế gian thôi à, hiểu không? Mà đẳng cấp thế gian thì cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cũng lết vô hòm à, vậy thôi, phải không? Già bệnh chết lết vô hòm, già bệnh chết lết vô hòm, ai ai cũng vậy à. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò, phải không? Kẻ đi trước người đi sau, trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây, vậy thôi chứ có ở đâu à, có gì thấy không? Do đó mà chúng ta hướng đến cái tâm của mình á, đó là tâm địa đó, mình hướng đến những điều thanh cao đi. Hướng điều thanh cao có hai cái à, thứ nhất á là hướng đến tu tập để được làm thánh trong tương lai, có thể tánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả à, rồi á, là duyên giác, rồi à, Phật à, vân vân à, chúng ta hướng đến cái đó là hướng đến một cái á, tâm hồn cao thượng nhất à, và hướng đến một cái hình ảnh đẹp nhất. Chúng ta có hai cái để hướng đến. Nên đầu năm mới này quý vị á, về nhà ngồi á, dắt dò chán, dắt tay chán vậy đó, suy nghĩ coi á, là mình có dám hướng tâm để trong tương lai mình thành thánh không? Cái người nào dám hướng tâm trong tương lai thành thánh, thành thánh đó, thì chính cái giây phút đó gọi là phát tâm bồ đề đó. Nghe không quý vị? Cái đó đó, mình hướng tâm để làm thánh gọi là phát tâm bồ đề đó. Trong mà lại hồng danh sám hối đó, quý vị thấy câu đầu không? Bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Phát được Bồ Đề Tâm là chúng ta phát tâm để được làm thánh trong tương lai đó. Có khi nào mình có phát cái đó không? À, quý vị, phát cái đó đó là phát tâm cao thượng nhất đó. Cái tâm cao thượng nhất là cái tâm phát tâm bồ đề, tức là phát tâm giác ngộ, phát tâm làm thánh trong tương lai, có dám không? Cho người nào có những người quy y á, tự họ phát tâm đó, họ phát tâm làm thánh họ quy y. Có những người rủ quy y à, ngoắc ngoắc vô này vui lắm nè, đi nè à, quy y rồi về cũng chả biết pháp danh, chả biết ông thầy à, tới độ mình là ai, chả biết chùa nào luôn ha à, hỏi là pháp danh à, là gì à, quên này à, rồi xong luôn, thấy không? Cho nên á quý vị á, chúng ta nếu mà mình hướng tâm lên đến tâm hồn cao thượng là hướng tâm phát tâm bồ đề tu tập à, bây giờ có thể chưa tu ngon, có thể là tu chưa được, có thể là mình bận biểu gì đó, có thể là mình kẹt cái gì đó vân vân, hứa lần hứa lửa chưa tu được, nhưng phát tâm trước đi để cho nó có định hướng đi à, định hướng rồi sao sao mình cũng đi, giống hệt như á là mình tạo một con đường đi à, tạo con đường bắt đầu mình làm đường đi, mà giờ chưa có rảnh đi thì thế nào có đường là ngày nào rảnh đi liền. Còn bây giờ á, mình chưa làm con đường gì hết trơn á, rồi mai mốt mình rảnh cái mình mới làm đường á, thì nó muộn mà, phải không? Do đó phát tâm hồn cao thượng nhất là phát tâm tu tập để được làm thánh trong tương lai. Mà bước đầu tiên của sự tu tập là quy y Tam Bảo, rồi bắt đầu nghe pháp, tập tu từ 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 từng bước thầm đó, nhẹ nhàng thanh thản. Cái thứ hai là chúng ta cái hình ảnh mình đẹp nhất là hình ảnh giúp đỡ người khác, đó là tâm vị tha. Hình ảnh xấu nhất là tâm vị kỷ. Vị kỷ là sống vì mình đó, vị tha là sống vì người. Cho nên đó, chúng ta có hai cái, một là tâm hồn cao thượng, hai là hình ảnh đẹp nhất. Nếu mà mình muốn hai cái này nè là hoa hậu của vũ trụ á, hoa hậu của vũ trụ là tâm hồn cao thượng về hình ảnh đẹp, là hoa hậu của vũ trụ. Mà nhớ là tâm hồn cao thượng là hướng đến làm thánh, và mình tu tập đi đến làm thánh, đó là chúng ta đang hướng đến tâm hồn cao thượng và thực hiện cái điều mình mong muốn đó là trên bước đường tu tập. Cái thứ hai nữa là hình ảnh đẹp, là hình ảnh luôn luôn lúc nào cũng sống vị tha,
vị tha với lòng từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh. Tức là lòng từ bi đó, thấy người ta khổ mà thương, thấy người ta khổ mà giúp. Thì đó là hình ảnh đẹp nhất của một người ở trong vũ trụ này, một chúng sanh trong vũ trụ này, một cá thể trong vũ trụ này, bất kỳ là loài nào, từ thiên đường, địa ngục, súng sanh, ngã quỷ, hay tất cả nẻo nội, từ bốn loài sanh, thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh, quả sanh, tất cả, nếu chúng ta phát lên một cái tâm, một cái lời nói, một cử chỉ, một hành động để giúp đỡ một chúng sanh nào đó, cái gì đó là hình ảnh đẹp. Cho nên Tết này nè, mình hãy làm hình ảnh đẹp đi. Nhường chỗ người ta ngồi đi xe ha, thay vì cự lộn dành ghế nữa, đi chùa đó dành ghế, trời ơi dành ghế nè, xuống xe xử đẹp rồi đó thôi. Nghĩ cái vụ đó ha. Chúng ta chỉ có nhường ghế mới đẹp thôi, chứ xuống xe xử đẹp chưa chắc đã đẹp đâu. Hiểu không? Ra khỏi cổng chùa xử đẹp cho coi rồi đó, cự lộn ha, bắt đầu ra khỏi cổng chùa xử đẹp cho coi. Nhưng cái đó xử như vậy cũng chưa thấy đẹp đâu. Mà mình hãy giúp đỡ người khác, nhường nhịn người khác, nhẫn nhục đối với người khác, đó mới là đẹp đó, đúng không quý vị? Cho nên nhầm khi mình quan niệm đẹp mà cũng không biết làm sao nữa. Ra khỏi cổng chùa đi xử đẹp cho coi, cái đẹp đó sao thấy nó xấu quắc, sao người ta nói là đẹp, phải không? Nhầm khi người ta cũng không hiểu cái đẹp nó ra ra làm sao. Nên đó quý vị, đầu năm thì thầy xin gửi gắm cho quý vị chút xíu đó thôi, để gọi là thấy mắt ai cũng đỏ que, chứ không phải khóc mà là buồn ngủ, hiểu không? Thấy có nhiều người mở mắt hết lên luôn rồi ha. Tại vì trước khi Tết này lo nhà, lo cửa, lo này, lo nọ, lo cơm, lo áo, lo gạo, lo tiền. Tết đó là thiên đường của trẻ em, mà là địa ngục của người lớn. Tại sao? Người nào nhận tiền là người đó là hạnh phúc. Còn người nào mà sức tiền là người đó đau khổ. Cho nên người lớn Tết đau khổ mà trẻ em Tết rất là hạnh phúc, được bao lì xì, hiểu không? Tức người nhận lì xì là hạnh phúc, còn người mà bỏ tiền ra lì xì là đau khổ. Cho nên quý vị, mình hỏi người ta muốn tôi đau khổ hay là hạnh phúc, thấy chưa? Nếu mà muốn mình hạnh phúc là đưa tiền đây, hiểu không? Còn mà muốn mình đau khổ thì xin tiền ta, đại loại như vậy đó, hiểu không? Cho nên quý vị là Tết này cũng có nhiều người đau khổ, nhiều người hạnh phúc. Có nhiều người vừa đau khổ, người vừa hạnh phúc. Có nghĩa là mình vừa lì xì cho người khác mà mình vừa nhận được của người khác về, hiểu không? Cho nên mình cũng đau khổ, hạnh phúc. Cho nên thầy xưng phong đau khổ trước chút xíu thầy lì xì nè. Là lì xì hết, xưng phong đau khổ, hiểu không? Còn ai muốn san sẻ yêu thương thì san sẻ yêu thương. Còn thôi là có mình thầy khổ à. Nhưng mà không sao, cái khổ cũng là cái vui mà, phải không? Tại vì mình nói cho vui thôi, chứ thực ra là quý vị lại đây thầy cũng có cái lì xì đầu năm, rồi ở trong cái bao lì xì đó có một câu thơ mình bữa trước nha, có gặp một cái cụ đó là năm nay 86 tuổi mà thầy cho cái câu thơ đó cách đây là 24 năm mà còn bỏ trong cái bóp á. Gặp thầy mà cái bóp là để ở trong mình dưới cái lớp áo, để bóp để đúng cái câu thơ đó thôi, mà thầy cho 24 năm thầy đâu có nhớ đâu. Và bây giờ lật ra đọc lại thầy nghe 24 câu thơ để trong bóp đó quý vị, mà người ta quý lắm, quý cái câu thơ lắm thầy. Bởi vì mình nhầm khi thầy cho thầy cũng không nhớ, nhưng mà người ta quý không là câu cái câu thơ của thầy y chát, bây giờ y chát, y chát là cứ giữ câu thơ đó đi, giữ tới chừng nào đi luôn á, cái gì nữa em. Cho nên đó là thầy là chỉ có lì xì câu thơ rồi lộc đầu năm thôi. Lộc á có nghĩa là cái cây đâm chồi nảy lộc á, là một cái mầm xanh, một sức sống mới, đó là tương xanh, đó là sự sống, đó là sức sống mới, là cái mầm á, gọi là cái lộc á, chồi non á, cái lộc á gọi là chồi non á. Cho nên á là bây giờ á mà thầy tặng bao lì xì có nghĩa là biết bao nhiêu cái chồi nó non nó đâm lên nha.
Ai hướng đến tài là chồi tiền nó đâm lên. Ai hướng tới tu á là chồi giải thoát giác ngộ nó đâm lên. Ai hướng tới tâm Bồ Tát giúp đời á thì chồi Bồ Tát nó đâm lên, phải không? Đó, chồi non á đâm lên. Nhưng mà bao thơ của thầy chỉ có chồi xịn thôi chứ không có chồi tầm bậy bạ đâu, đừng sợ, phải không? Chồi mà đi ăn trộm ăn cướp mà đi đánh lộn đánh lão này nọ đó gì gì đó là không có chồi đó. Mình yểm ở chỗng đó là mấy cái chồi xịn không à, phải không? Chồi vàng bạc kim cương đổ chỗng không à? Chồi giúp đời nè, chồi tu tập nè, chồi sống nhân đức nè, chồi hiếu thảo nè, chồi học giỏi nè, chồi đẹp nè, chồi sống dai nè, đó mấy cái chồi đó, chồi làm ăn khá nè, đó chồi đó. Này mới nhớ nói này đi rồi là tặng quà sao? Hôm qua thầy ơi, thầy là tối mai con tính đi chùa thầy con nhận lộc. Nhưng mà bây giờ thầy coi coi tuổi con đi cái hướng nào và bước cái chân nào trước. Cho nên là con mới ra, chứ bây giờ ra khỏi nhà coi là sao cái giao thừa đúng điểm á, điểm beng 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 nha, 12 giờ đêm nha, treo o cờ lót nha. Đó, bắt đầu là điểm vô một cái, một là bây giờ con xuất hành hướng nào. Đó, xuất hành theo cung mạng nha, ngũ hành tương sanh à. Mình coi là kim quả thủy mộc thổ, mình thuộc cái gì, cái mạng gì. Mạng kim, mạng thủy, mạng mộc thổ đó thì phải là xuất hành cái hướng gọi là ngũ hành tương sanh. Mà cái hướng của chùa ngay chân cái tương khắc. Là bây giờ làm sao giờ thầy? Con coi rồi, coi ở trên mạng á, đoạn đầu á ta nói là cái hướng mà đi về hướng chùa đó là hướng nghịch với cái mạng của cái người đó. Thầy là dễ ở cái gì đâu, mình đi cái hướng ngược lại, là đi ngược lại sao vô chùa? Đưa điên hội quay đầu xe. Hiểu không? Mình đây nè, ví dụ hướng này hướng chùa mà mình thấy là hướng đó là nó tương khắc thì mình mới khởi hành đầu năm mà đi ra quẹo hướng kia, quẹo cái chạy cái quay rồi lại là sanh ra liền, không? Rồi giờ đi cái chân nào trước? Bây giờ thầy nói là bây giờ mình muốn cái điều gì nè, muốn điều phải điều trái trong lòng của mình á, muốn điều phải đi chân phải, muốn điều trái đi chân trái. Bước ra ngạch cửa đó, ra nhà con không có ngạch, là ngang cái cửa ông ơi, chứ cái ngạch gì nó có ngạch cửa, ở dưới quê có ngạch lên đây nè. Là bây giờ ông bước qua ngang cái ngạch cửa, ông suy nghĩ coi cái tâm ông hướng đến điều thiện hay là điều ác. Nếu hướng đến điều thiện thì ông đi chân phải, còn hướng điều ác ông bước ra chân trái. Mà đứng ngang ngạch cửa là thầy nhà con không có ngạch cửa. Tôi nói ngạch cửa là bước ngang cái cửa, đi ngang cái chỗ đó đó, chứ không phải cái ngạch cửa là nó có lên cái ngạch, hiểu không? Cho nên mình ra, vừa ra khỏi cửa, chưa ra, mới vừa dở chân lên, trong lòng mình thiện hay ác, mình nghĩ đó. Thiện là gì? Thiện là không có tham lam, giận hờn, ghét ghen, tâm thanh tịnh ở trong lòng. Hành động thì muốn giúp đỡ người khác, đó là thiện. Còn giờ đi ra muốn đi hốt của người ta không đó là tâm ác đó, hiểu không? Tâm tham. Cho nên nếu mà mình nghĩ cái lòng mình thiện thì hãy bước chân phải đi ra, còn nghĩ lòng mình ác thì bước cái chân trái đi ra, tại trái nó ngược mà, hiểu không? Còn thiện là phải, là trái là nó trẹo, nó ngược lại, hiểu không? Cho nên hồi nãy mình nhớ đi ra chân nào không? Hiểu không? Không nhớ hả? Thôi nhớ bỏ qua luôn đi. Đầu năm mới, sau khi thời giao thừa đã điểm, thầy cũng năm nay là năm năm rồng nè, năm nay là năm rồng, là năm thìn nè. Năm thìn cách đây là cũng lâu năm lắm mà nghe, hồi năm thìn đó mà năm đó bão lụt dữ lắm mà, mưa rồi dữ lắm, gọi là năm thìn bão lụt á. Nên dưới quê thầy có một câu vui lắm, cái câu chuyện này hồi năm thìn bão lụt tới giờ còn nhớ còn nhắc, có hiểu không? Là tức là xưa dữ lắm rồi, lâu lắm rồi. Cho nên cái năm thìn mà có bão với có lục á, là cái năm đó quay lại tới bây giờ nó lâu lắm rồi, nó không có quay lại lần thứ hai. Mà năm đó 2 năm liền nha, bão 2 năm liền, đứt pin luôn rồi. Bão đó là 2 năm liền. Cho nên á quý vị, năm nay là năm thìn nè, năm thìn là bay không à, rồng mà. Thứ nhất, lúc ẩn lúc hiện, mà bay đi mây về gió. Năm nay là ngon đó nghe, chứ không phải chơi đâu, đi mây về gió, đi máy bay phải không? Còn lúc ẩn lúc hiện thì lúc nào cần ẩn ẩn, lúc nào cần hiện hiện hiện, lúc nào có tiền nhiều hiện, lúc nào mà không có tiền trốn nợ ẩn, vậy đi, hiểu không? Đó, lúc ẩn lúc hiện,
À, còn đi mây về gió đi máy bay không, năm nay mà ai sang sang đi máy bay, nghe không? Còn mà rồng là không có bò là lội dưới đất, rồng lội đất là rồng châu Phi rồi, rồng đất rồi, còn này là rồng thiên chứ không phải rồng đất nha. Cho nên á, có rồng á, cũng có hai loại rồng, rồng cái gì đô đô đó là rồng đất, còn rồng thiên rộng trên trời. Cho nên á, chúc cho quý vị tất cả đều là rồng thiên, đi mây về gió, nghe không? À, tất cả được bình an, ngũ phúc lâm môn, sống lâu và sức khỏe, trí tuệ, tài lộc và gì nữa về sống lâu, sắc đẹp. Cho nên sống lâu, sức khỏe, sắc đẹp, về tài lộc gì đó, vân vân, cái nói chung gì cũng có đi cho chắc ăn. À, muốn gì có nấy đi ha. Rồi xin một lần nữa xin chúc toàn thể quý vị thân an tâm lạc, năm mới được bách bảo bình an, gia đình an vui hạnh phúc, con cháu thảo hiền, công việc làm ăn thuận lợi hanh thông, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành, sự chở che của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta ngồi tại chỗ, chúng ta chắp tay, chúng ta hồi hướng nha. Hồi hướng xong cái thầy tặng lộc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.